Vừa qua tại Hà Nội, Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững Bộ Công Thương đã phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ tổ chức trao Giải thưởng Quốc gia về Hiệu quả Năng lượng trong Công nghiệp 2017. Giải thưởng là sáng kiến trong khuôn khổ dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả Năng lượng do Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững cùng GIZ phối hợp triển khai dưới sự ủy quyền của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức BMZ. Đối tượng tham gia giải thưởng là các doanh nghiệp công nghiệp đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, có mức tiêu thụ năng lượng từ 300 TOE trên một năm, tương đương với 2 triệu kWh điện trên một năm trở lên, và đã thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả để giảm chi phí năng lượng, tăng sức cạnh tranh và giảm ô nhiễm môi trường trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2016. Giải thưởng có hai hạng mục chính là giải thưởng cho giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tiêu biểu và giải thưởng cho giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả độc đáo sáng tạo. Có 10 công ty đạt các hạng mục giải thưởng, được lựa chọn từ 33 hồ sơ đăng ký tham gia của các doanh nghiệp đến từ các ngành chế biến thực phẩm, phụ trợ công nghiệp, thiết bị y tế, thiết bị cơ khí, may mặc, nước sạch, giấy, lọc hóa dầu, cao su và các ngành nghề khác. Trong đó, giải nhất của hạng mục giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tiêu biểu thuộc về công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa Milliket, và giải nhất của hạng mục giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả độc đáo sáng tạo dành cho công ty cơ điện lạnh Bách Khoa, tập đoàn Polico.